Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Xuất hiện trong một buổi tiệc tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 12, nam rapper Wowy đã khiến nhiều khán giả cảm thấy vô cùng bất ngờ khi mà diện một bộ trang phục với họa tiết giống như là cơ thể người đàn ông đang khỏa thân. Và trong ngày hôm nay, sau khi nhận về quá nhiều những lời chỉ trích từ khán giả, thì phía Wowy đã lên tiếng giải thích về ý tưởng của bộ đồ này. Xuất hiện trong một buổi tiệc tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua, Wowy đã khiến nhiều khán giả phải mắt chữ A miệng chữ O khi mà diện một bộ đồ có họa tiết giống với cơ thể người đàn ông đang khỏa thân. Và chính vì điều này đã khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng đây là hình ảnh nút của huấn luyện viên rap Việt. Mặc dù lâu nay thì nam rapper vẫn nổi tiếng về gu thời trang độc dị, thế nhưng lần này anh vẫn không thể tránh khỏi những tranh cãi về bộ trang phục táo bạo có mặc mà như không, khiến nhiều khán giả cho rằng bộ đồ này thật sự không phù hợp để xuất hiện nơi công chúng vì vô cùng phản cảm. Thế nhưng mới đây, phía Wowy đã lên tiếng giải thích rằng thiết kế này là một tác phẩm nghệ thuật nằm trong dự án Tận Cùng Giấc Mơ Cùng Tận và ban tổ chức đã ngỏ lời mời Wowy mang tác phẩm đến tham dự buổi ra mắt tạp chí nghệ thuật. Đặc biệt, các hình vẽ trên áo trùng khớp với hình xăm và bộ phận trên cơ thể Wowy. Về những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội thì nam rapper cũng lên tiếng cho biết đây là một tác phẩm thuộc triển lãm, con người cũng chỉ là con người, chỉ là sanh rồi tử, là chuỗi liên kết nhiều tác phẩm để đưa đến một bức tranh tổng thể về Tận Cùng Giấc Mơ Cùng Tận. Còn hiểu nhiều tầng ý nghĩa ra sao thì tùy vào từng người chạm được bởi thế giới quan của họ và những người có mặt tại buổi triển lãm đã được tổ chức khá lâu trước đó sẽ dễ cảm nhận hơn là thông qua mạng xã hội hay buổi ra mắt ấn phẩm nghệ thuật nhỏ vừa rồi. Nếu đối tượng đến không phải người nghiên cứu hay quan tâm thật sự về nghệ thuật đương đại hay là những buổi nói chuyện về tác phẩm mà họ cũng chỉ cảm nhận đơn giản là chụp hình cạnh tác phẩm và người tạo ra tác phẩm làm kỷ niệm thì mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, thế giới quan của mỗi người khác nhau và cơ hội tiếp cận chạm đến cũng khác nhau. Tuy nhiên, đáp trả lại những lời lên tiếng này thì rất đông khán giả vẫn cho rằng bộ trang phục của nam rapper Wowy không nên xuất hiện trước công chúng và truyền thông như vậy. Các bạn thân mến, còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ như thế nào về ý tưởng của bộ trang phục này? Hãy để lại comment ở dưới cho S News cùng được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.